cũng nhét bộ gì khoảng 3 cộng. Mình sẽ tưới nước mỗi ngày. Hôm nay là 20 ngày thì rau ống mình nó bò rất là dài. Thì như vậy thì mình có thể cắt ăn được rồi. Ở đây nó bò theo hướng hướng mặt trời cho nên là nó sẽ đi theo một hướng, còn cái lỗ này thì trống, giờ mình sẽ sửa lại. Rau ôm thì rất là dễ trồng, chỉ cần tưới đủ nước đó thì nó sẽ rất là tốt. Thì hôm nay là hơn một tháng rau mình nó lên cũng cao, mình cắt ăn. Thì mình khi mình cắt thì mình cứ cắt ngang cho nó bằng thôi, rồi nó sẽ lên đọt mới, dáng dài gì mình cắt hết, cắt ngang thì nó lên sẽ rất là đều. Đây, rau thì nó rất là cần nước, chỉ cần tưới đủ nước giữ ẩm thì nó rất mập, lên đọt rất là mập. Còn đây là rau ôm tím mình thả nó ở dưới mương nó sống luôn, cộng lên rất là mập. Cảm ơn các bạn đã xem ạ. Chúc các bạn thành công, vui khỏe.